Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Victor Osimhen muốn gia nhập MU. Victor Osimhen vẫn ở lại San Diego Armando Maradona và chưa biết đến khi nào mới tự mình đóng vai bom tấn trên phiên chợ cầu thủ. Victor Osimhen là một trong những chân sút tốt của Serie A vài năm trở lại đây. Ở tiền đạo người Nigeria có tốc độ, những cú sút như trái phá, khả năng bật cao đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, anh vẫn còn vô số điểm hạn chế như sút penalty rất dở hay chấn thương vặt và thiếu sự ổn định. Sau khi ghi 26 bàn trong 32 trận Serie A vào năm 2022-23, Osimhen chỉ ghi được 15 bàn trong 25 trận vào mùa giải trước. Từ lúc đá chuyên nghiệp đến nay, vấn đề lớn nhất của tiền đạo 25 tuổi là khả năng đóng góp thường xuyên. Victor Osimhen mới chỉ có một mùa giải đá trên 27 trận và ghi trên 20 bàn. Tất cả cùng đến vào mùa giải Napoli lần đầu vô địch Serie A sau hơn 30 năm. Sau mùa giải 2022-23 ấn tượng, số cú sút mỗi 90 phút tại đấu trường Serie A đã giảm từ 4,6 xuống 3,9. Số bàn thắng dự kiến, không tính penalty, cũng giảm từ 0,7 xuống 0,5. Nếu tính cả penalty, chỉ số này của Osimhen cũng chỉ còn 0,03, giảm xuống từ 0,018. Mùa trước, chỉ số thắng không chiến của Osimhen giảm từ 55% xuống 44%. Anh được yêu cầu chơi xa vòng cấm hơn trong mùa giải 2023-24, nên số lần chạm bóng trung bình ở khu vực 1/3 giữa sân trong mỗi 90 phút tăng từ 7,9 lên 8,5. Tuy nhiên, số lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân giảm từ 18,8 xuống 15,4. Trong vòng cấm đối thủ, số lần chạm bóng trung bình của Osimhen cũng giảm từ 8,1 xuống 6,9. Do đó, tiền đạo 26 tuổi không còn là mối đe dọa nguy hiểm trong vòng cấm như chiến dịch 2022-2023 nữa. Một trong những yếu tố khiến Osimhen không còn được bùng nổ như mùa giải 2022-23 là những vệ tinh xung quanh, khi tất cả đều chơi không quá hay. Số cơ hội cho Osimhen cũng vì thế giảm dần. Mùa giải 2022-23 có 56% số trận ra sân, Osimhen có từ 3 cú dứt điểm trở lên. Con số này trong mùa giải vừa qua chỉ còn 44%. Thậm chí, có 6 trận ở Serie A 2023-24, Osimhen còn không sút nổi lần nào về phía khung thành đối thủ. Trong mùa giải 2022-2023, Osimhen thường chọn được vị trí thuận lợi để tung ra cú dứt điểm và ghi bàn. Điều này gần như không còn lặp lại thường xuyên ở mùa giải 2023-24. Khả năng thoát pressing và tìm vị trí của chân sút 26 tuổi đang mai một theo thời gian. Mùa vừa rồi, khả năng chọn vị trí của Osimhen cũng là vấn đề. Anh có trung bình 1,6 lần việt vị trong 90 phút tại Serie A. Con số này của mùa giải 2022-23 chỉ là 1,1 lần. Khi cầm bóng đột phá, Osimhen cũng đưa ra các quyết định chậm hơn trước, dẫn đến việc dễ bị bắt bài. Mùa vừa rồi, Osimhen cũng dính nhiều thẻ phạt hơn, 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Trước đó, trong chiến dịch 2022-2023, anh chỉ nhận 4 thẻ vàng và không bị đuổi khỏi sân lần nào. Khả năng không chiến của tiền đạo người Nigeria cũng đang là vấn đề. Mùa giải 2022-23, Osimhen có xu hướng đợi bóng đến gần rồi mới bật nhảy để tung ra các cú đánh đầu đưa bóng hướng xuống đất. Mùa giải vừa rồi, anh thường bật quá sớm hoặc quá muộn, dẫn đến việc đưa bóng đi sai địa chỉ rất nhiều. Còn về chuyền bóng, số cơ hội ngon ăn Osimhen tạo ra trong mùa vừa rồi chỉ còn trung bình 1 lần trong 90 phút, trước đó là 1,2 lần. Số đường chuyền bóng sống cũng giảm từ 1,9 xuống 1,3. Tuy nhiên, những khó khăn hiện tại của Osimhen cũng có thể được lý giải. Đầu tiên là việc thuyền trưởng Luciano Spalletti đã rời xứ Naples để khoác lên mình màu áo của Azzurri. Khi Spalletti không còn dẫn dắt, hàng công và hệ thống phòng ngự của Napoli yếu đi thấy rõ. Trong mùa giải vô địch, họ đã ghi 77 bàn và để lọt lưới 28 lần. Cả hai chỉ số đều tốt nhất Serie A 2022-2023. Mùa giải 2023-2024 vừa qua, con số này là 55 bàn thắng và 48 bàn thua. Việc Vija Kravatskelia xuống phong độ cũng khiến Victor Osimhen không thể một mình xoay sở. Tiền đạo người Croatia chỉ ghi được một bàn trong 8 trận cuối cùng của Serie A mùa trước. Việc Kravatskelia không còn quá nguy hiểm khiến Osimhen bị theo kèm chặt hơn, từ đó ít có khoảng trống để chơi bóng hơn. Từ chỗ được hét giá 120 triệu euro, giờ đây, giá trị thực của Victor Osimhen có thể chỉ còn chưa đến 80 triệu euro. Napoli nếu muốn thu hồi khoản lợi lớn nên tính toán đến việc bán người. Còn với Osimhen, anh đã góp phần làm nên lịch sử cho Napoli 2 năm trước và giờ là lúc hợp lý để tìm bến đỗ mới. MU chốt tương lai của Amrabat. Theo Corriere dello Sport, Sofian Amrabat đã từ chối chuyển đến Fenerbahce của Jose Mourinho. Cầu thủ người Morocco này vẫn đang chờ MU đưa ra hợp đồng mới cho mình. Mùa giải 2023-24, Amrabat khoác áo MU theo dạng cho mượn từ Fiorentina. Anh có 30 lần ra sân cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường, nhưng chủ yếu là vào sân từ ghế dự bị. Ban đầu, Amrabat không gây được ấn tượng dù là đá tiền vệ trung tâm sở trường hay hậu vệ trái. Tuy nhiên, anh đã thi đấu khá hay trong những trận đấu cuối mùa và khiến huấn luyện viên Erik ten Hag phải cân nhắc giữ lại. Sau khi kết thúc mùa giải 2023-24, hợp đồng cho mượn của Amrabat với MU đã kết thúc.
nhưng chưa có quyết định mới. Theo báo cáo từ Corriere dello Sport, cầu thủ người Morocco đã thông báo với Fiorentina rằng anh không có ý định trở lại. Anh nhiều lần bày tỏ mong muốn được tiếp tục khoác áo MU, nhưng Quỷ Đỏ vẫn chưa chính thức lên tiếng. Amrabat cũng nằm trong tầm ngắm của Fenerbahce, nhưng theo nguồn tin của Corriere dello Sport, anh đã từ chối cơ hội gia nhập đội bóng của Jose Mourinho. Trong khi đó, Man United vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự trong bối cảnh Casemiro ngày càng sa sút. Quỷ Đỏ đã nhắm tới Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain nhưng chưa chốt được mức giá. Amrabat có thể là một sự thay thế không tồi trong trường hợp Quỷ Đỏ không hoàn tất được thỏa thuận với Ugarte hoặc một tiền vệ phòng ngự nào khác. Cũng theo Corriere dello Sport, MU có thể mượn tiếp Amrabat thêm một mùa giải nữa kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, mức phí sẽ vào khoảng 10,5 triệu bảng, giảm đáng kể so với mức 17 triệu bảng được nêu trong thỏa thuận ở hợp đồng mượn vào năm ngoái. Ancelotti xác nhận ngày ra mắt của Kylian Mbappe. Kylian Mbappe đến để phục vụ cho tham vọng bảo vệ cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League mà Real Madrid giành được ở mùa giải vừa qua. Nhưng trước mắt, anh có thể sẽ sớm giành danh hiệu đầu tiên ngay trong ngày ra mắt đội bóng mới. Mbappe chính thức được giới thiệu với những hâm mộ Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 16 tháng 7 sau khi chuyển đến từ Paris Saint-Germain vào mùa hè. Nhưng siêu tiền đạo 25 tuổi không có tên trong đội hình du đấu tại Mỹ theo thỏa thuận về kỳ nghỉ kéo dài sau khi anh cùng tuyển Pháp lọt vào bán kết Euro 2024. Mặc dù vậy, kế hoạch để Mbappe ra mắt câu lạc bộ mới thì đã được định sẵn. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới đây đã xác nhận Mbappe sẽ ra mắt Real Madrid trong trận tranh siêu cúp châu Âu với Atalanta tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 14 tháng 8. Rõ ràng là Mbappe có thể chờ siêu cúp ngay từ đầu. Jude Bellingham và những người khác nữa, họ đã chuẩn bị, họ đã tuân theo một kế hoạch và tất cả sẽ chơi. Mundo Deportivo dẫn lời huấn luyện viên Ancelotti. Chưa có Mbappe và Bellingham trong đội hình, còn những ngôi sao khác như Eden Militao, Vinicius Junior hay Rodrigo vừa trở lại sau kỳ nghỉ. Real Madrid đang có quá trình chạy đà không tốt với hai thất bại liên tiếp trong chuyến du đấu 3 trận tại Mỹ. Họ thua Barcelona 1-2 hôm thứ Bảy, trước đó là trận thua 0-1 trước AC Milan. Real Madrid còn trận đấu cuối với Chelsea ở Charlotte vào ngày 6 tháng 8 và sau đó sẽ bay trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti khá bình tĩnh khi đánh giá về tình hình. Đừng phát điên, đây là những trận đấu trước mùa giải, chúng tôi thiếu 8 cầu thủ. Rõ ràng, chúng tôi tiếp tục quá trình chuẩn bị, từng chút một các cầu thủ đang trở lại. Kết quả không quan trọng. Với số lượng cầu thủ quan trọng vắng mặt, chúng tôi hiện không thể nghĩ về vấn đề chiến thuật hay những thứ khác. Chỉ cần đưa những cầu thủ vào trạng thái tốt. Về mặt chiến thuật, chúng tôi sẽ làm việc từ ngày 7 đến 8 sau khi trở về Mỹ và có tất cả những cầu thủ của mình. Real Madrid chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu La Liga vào ngày 18 tháng 8 với chuyến làm khách đến sân Mallorca.